Vâng, và hiện tại thì em đã bàn giao xong cho anh Đại bộ dàn B12 đẩy gói 600 vang KM360, mic VK321 và một loa súp F1800 bass 40. Và sau khi đã nghe thử và hát thử thì anh cho em một cái cảm nhận về chất âm của bộ dàn cũng như là hình thức mẫu mã thì anh thấy thế nào anh? Ok, ưng. Nói chung Vâng. là ưng. Hát hay bày đẹp đúng không anh? Ok rồi. Anh đã biết tới Zika lâu chưa anh ạ? Biết hơn 2 tháng nay rồi. Thế là Dạ anh em vâng. chơi mua rồi thì bắt đầu giới thiệu. À dạ vâng. Đấy, giới thiệu. Em đi lắp anh em Hải Dương này rất nhiều. Em thấy cái bộ dàn này nó cũng rất ấn tượng. Thế là bản thân em đi lắp em thấy cũng hay và nó chuyên nghiệp như một phòng hát chuyên nghiệp. Và cảm ơn anh và gia đình rất nhiều. Dạ Ok. vâng, cảm ơn anh. Vâng, xin chào các bác và anh em và mời các bác và anh em đồng hành cùng anh em chúng ta chúng em đi xuống nhà anh Đại ở Kinh Môn Hải Dương để thưởng thức cái chất âm của bộ dàn karaoke chuyên nghiệp hát hay bày đẹp. Hiện tại thì em đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng theo vị trí bản đồ, còn cách nhà anh Đại khoảng 90 km nữa. Sau khi đến nhà anh Đại thì các bác sẽ được khám phá ngôi nhà thưởng thức chất âm của bộ dàn do anh em chỉ cần chúng em chất đất tận nơi. Mời các bác. Vâng, và hiện tại thì anh em kỹ thuật Zika Audio đang có mặt ở nhà anh Đại ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Và chúng em vừa cập bến ở đây và lắp ráp căn chỉnh xong tín hiệu của bộ dàn của nhà anh. Và đây là phòng khách nhà anh Đại sau khi đã được chúng em trang điểm với một bộ dàn. Các bác có thể thấy là nổi bật là cặp loa full B12 bass 30 màu vàng gold. Cùng với đó là các thiết bị chuyên nghiệp, một con đẩy gói 600, một con vang KM360 và một bộ mic không dây VK321 màu vàng gold kết hợp với một loa siêu trầm bass 40 F1800. Và sau đây em mời các bác và anh em sẽ thưởng thức cái chất âm của bộ dàn trong căn phòng khách của nhà anh Đại. Em mời các bác, em sẽ cho nhạc to lên một chút. Vâng, sau đây mời các bác thưởng thức một bài karaoke do anh Đại thể hiện. Truyền cảm trên bộ dàn B12. Hãy subscribe.
chìm trong dĩ vắng cơn mưa gọi mời. Thôi rồi tình ta đi tan nay người